xin chào các bạn đã quay trở lại với một video nằm trong series tháng này mình mua gì, và đây là video của tháng 10. Tháng này thì mình lên video này hơi muộn một chút ý, bình thường mọi khi là đầu tháng đúng không? Bởi vì khi mà bấm máy video này thì bản thân mình cũng hơi đắn đo một chút. Tại vì mọi người biết là đây là cái khoảng thời gian khá là nhạy cảm ấy, khi mà những thông tin về miền Trung, cơn bão số 7 rồi lũ lụt ý, vẫn đang rất nhiều người quan tâm. Những người như chúng ta ấy thì may mắn là được sống ở những nơi mà không bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thì khi mà nhìn những hình ảnh đấy rồi đọc những thông tin đấy thì dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy chạnh lòng một chút đúng không? Cho nên là mình nghĩ là bây giờ thì đang có rất là nhiều những cá nhân và những tổ chức thì họ đang đứng ra để quyên góp giúp đỡ cho đồng bào miền Trung ấy. Thì mình cũng mong là cả mình và cả các bạn nữa, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ một chút của mình đến với những người đang gặp khó khăn đấy để họ có thể nhanh chóng vượt qua cái khoảng thời gian này. Còn dù sao thì công việc vẫn là công việc, bởi vì nghĩ đi nghĩ lại ấy, thì video này mình vẫn coi nó là một công việc, và mỗi tháng thì vẫn sẽ có một video unbox như đã hứa với mọi người. Và mình cũng nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều bạn cũng đang chờ để xem video này của mình ý, cho nên là mình vẫn quyết định là sẽ làm video này. Vậy nên là dù ít dù nhiều thì hãy cùng xem là trong video của tháng 10 này với chủ đề là đón mùa đông ấy, thì mình đã mua được những gì và đã chuẩn bị được những gì cho mùa đông nhá. Đây là tất cả những món đồ mà mình đã mua được và cũng đã để lại để unbox trong video này cho mọi người xem. Nên là chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với chiếc túi ở bên này trước nhá. Mình lại mua được hai chiếc túi nữa và lại là của Idol. Mình có nhận được tin nhắn giảm giá cho nên là mình đã ra xem và cũng đã tìm được hai cái túi trong cái kiểu mà mình vẫn chưa có ấy. Đấy là cái kiểu mà vai kẹp nách như này. Mình đã mua hai màu là màu đen với màu nâu, hai cái màu basic nhất và cũng dễ phối đồ nhất rồi. Đây là cái màu nâu này, nhưng mà nó sẽ có những cái miếng da nó đan vào nhau như thế này. Bên trong thì vừa có cái dây để đeo vai và vừa có cái dây đeo chéo dài như thế này. Cái túi màu nâu này thì phối với cái họa tiết và cái dây xích màu vàng đồng như thế này, và nó cũng rất dễ đeo đúng không? Cái túi này là khoảng 1,5 triệu, nhưng mà giá sale rồi thì là chưa đến 1 triệu đâu, hơn 900.000. Cái dây dài này đấy, xinh không? Nhưng mà mình vẫn thích cái dây xích này hơn, mình vẫn thích đeo cái kiểu này hơn. Đây là màu đen, màu đen này cũng rất là xinh này, nhưng mà cái này thì chỉ có một dây đeo thôi. Đây là dáng đeo trên vai như thế này. Màu đen này thì đen trơn, và đây là cái da gì mà hôm nay bạn nhân viên nói với mình mà mình quên mất rồi, nhưng mà nó rất là dày và rất là lì, cảm giác là nó rất là bền ấy. Cái dây xích này ấy, nó sẽ là điểm nhấn và trông nó rất là sáng và rất là nổi. Với cả mùa đông ấy, khi mà mình mặc nhiều quần áo thì đeo những cái dây xích như này nó cũng không bị đau vai ấy. Hai cái túi này thì bằng tiền nhau. Tiếp theo là một chiếc túi toàn những hương thơm, toàn những mùi thơm cho cơ thể. Cứ đến mùa đông ấy thì mình lại rất là thích những cái thứ gì đấy thơm thơm, thơm thơm cho da, cho quần áo, cho tóc, rồi cho khăn, cho mũ chẳng hạn. Mùa đông ấy rất là thích những cái mùi mà ngọt ngọt, ấm ấm một chút. Đây, nhìn mấy cái này thì chắc là mọi người biết rồi đúng không? Body mist thì chính là những cái chai dạng xịt để tạo mùi thơm cho cơ thể ấy. Mùa đông năm nay thì mình cũng mua để dùng thử. Mình mua được 4 chai thì 2 chai là của Victoria's Secret, 2 chai là của Bath & Body Works. Thì hai mùi của Bath & Body Works này thì là của cái chị chủ shop ở chỗ mình mua ấy, chị chọn cho mình. Còn hai cái mùi của Victoria này thì mình tự chọn. Chai này là Sparkling Peach. Mình thấy là những cái mùi đào của Bath & Body Works ấy thì nó khá là ngọt, nhưng mà cái chai này thì nó lại đỡ ngọt nhất. Còn mùi đào thì thi thoảng hơi phảng phất thôi. Cái nhược điểm duy nhất là mình thấy không thích lắm đấy là khi mà mới xịt ý, cái mùi cồn của nó rất là nhiều, rất là rõ luôn. Nhưng mà những cái hương sau của nó thì sẽ thơm hơn. Cái mùi ngọt của nó rất là hợp với mùa đông ấy, nhưng mà nó lại không hề bị đậm, không hề bị nồng quá, mà nó vẫn nhẹ nhàng ấy. Mình nghĩ là các bạn nếu mà chọn đi học ấy cũng hợp đấy. Nó rất là kiểu một cô nàng kẹo ngọt ấy. Còn đây, cái mùi này là Plumeria, cái chai màu tím. Khi ngửi cái hương này ấy, thì mình thấy rất là nhiều hương hoa. Cái chai này thì nó nữ tính hơn. Mình cảm giác như mình thấy cái mùi hương này ở những cái lọ nến thơm và sáp thơm ấy. Thế nhưng mà cái mùi này thì mình lại không ấn tượng bằng cái Sparkling Peach. Còn hai cái chai của Victoria's Secret này đều là hai mùi mà mình thấy ưng nhất đấy. Trong một cái dàn rất là nhiều chai mà mình nhìn thấy ở cửa hàng, đây là Wasit Looms. Mình nhìn cái màu sắc ở ngoài chai thôi mình đã thấy nó rất là mát rồi. Cái hương đầu tiên thì nó sẽ không nịnh mũi lắm đâu, hương sau của nó mà mình thật sự thấy rất là mê luôn đấy mọi người ạ. Cảm giác là cái hương này thì nó giống như là mình đang đứng giữa một cái ốc đảo, mùi hương của thiên nhiên ấy. Tất nhiên là vẫn có mùi ngọt rồi. Hương đầu tiên thì mình thấy có mùi quýt này, và sau đấy thì mình cảm nhận được cái mùi gỗ này hòa với cả cái mùi đá, mà nó ẩm ẩm cái mùi của ốc đảo mà cho chúng ta cảm thấy được là tươi mới, mát mẻ ấy. Nếu mà những ai mà thích những cái mùi hương mà nó khác, nó lạ hơn ấy, thì mọi người có thể chọn cái mùi này. Còn chai này thì ngay từ lúc nó đập vào mắt mình đã thấy nó xinh lắm rồi. Nó có nhũ ở bên trong mọi người ạ. Mùi của nó thì là có một cái mùi ngọt. Nó lại rất là sao nhở, mùi nó rất là sang. Chai này thì ngay từ đầu xịt ra ấy, nó đã rất là nịnh mũi rồi. Đây là một trong những cái mùi mà thử mà mình cảm thấy là ấn tượng nhất đấy. Mình nghĩ là đây là một cái mùi mà ai ngửi thử thì cũng sẽ thích ý. Cái mùi của nó rất là thu hút. Không biết là tả là nó là hương gì nữa, nhưng mà mình chỉ cảm thấy nó rất là quyến rũ luôn.
mấy năm gần đây thì mình bắt đầu thấy mọi người rất là chuộng cái body mist này. Mùi hương của nó thì rất là ấn tượng và rất là đa dạng. Mình nghĩ một cái điều quan trọng nữa đấy là cái giá thành của nó chỉ khoảng chưa đến 300.000 một chai thì nó sẽ là rất là hợp lý. Thì so với mình mua nước hoa thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Nếu mà mọi người thích mùa đông này có thêm những cái mùi hương riêng cho cơ thể thì mọi người có thể thử tham khảo những cái chai body mist xem. Đây, đây là một cái chai sữa tắm cũng của Bath & Body Works. Thì mình chọn cái mùi hoa nhài này. Nó có mùi thơm rất là nhẹ nhàng nhá, kiểu như là nó rất là thư giãn ấy. Đây là một cái set nước hoa mini. Mùa đông mà cần rất nhiều những cái hương thơm. Set nước hoa mini của Narciso. Trong số những cái chai nước hoa mà mình đang dùng ấy thì vẫn chưa có của Na này luôn. Narciso này thì họ rất là nổi tiếng với cái mùi phấn thơm rồi. Nồng và ấm ấy thì sẽ hợp với mùa đông hơn ấy. Trong này thì có 4 chai mini, mỗi chai là 7,5ml. Nó mô phỏng hình dáng của những cái chai to full size ấy. Xinh không? Yêu không? Ba cái bản màu nâu, màu trắng và màu hồng nhạt thì là EDP. Còn cái màu đen thì là EDT. Là EDP và EDT nó chính là cái nồng độ của nước hoa ấy. Với cả nó thể hiện cái thời gian lưu giữ hương thơm trên cơ thể của mình. Cái set nước hoa mini này giá là 1,4 triệu. Bạn nào thích hoa mùi phấn thơm thì có thể tham khảo của Narciso. Trước mà hay đi du lịch ý, cứ đi đến nước nào mình cũng sẽ tranh thủ mua thêm vài chai nước hoa ấy. Mình rất là thích những chai mini kiểu này, bấy trông yêu cực luôn ấy. Với cả cái này ấy, mình cũng bị ảnh hưởng bởi chị của anh Quân ấy. Chị có một tủ nước hoa mà phải có đến hơn 1.000 chai. Xuống cả mắt luôn ấy. Ôi, lần nào sang cũng kiểu ngắm chết luôn ấy. Còn trong túi này đây, vẫn còn mỹ phẩm thơm thơm này. Đây là một cái tẩy trang mắt môi và một cái mặt nạ ngủ của Senka, đây là của Nhật. Bình thường ấy, trước thì mình không dùng cái tẩy trang riêng cho mắt môi đâu. Mình toàn tẩy trang chung với cả cái tẩy trang Bioderma mà mình hay dùng ấy. Thế nhưng mà công nhận là make up nhẹ nhàng thì không sao ấy. Nhưng mà hôm nào phải make up đậm, chút mascara này. Mà những cái mascara của Maybelline thì ôi dồi ôi, lần nào cũng phải trà sát rất là mạnh và tẩy đi tẩy lại nó mới hết được ấy. Với cả là hôm nào đánh son lì rồi son tin ấy, tẩy mãi nó vẫn cứ đọng lại ở trong cái viền môi ở bên trong ấy. Mà mọi người biết rồi ấy, cái vùng da ở mắt và ở môi thì là hai cái vùng da rất là nhạy cảm ấy. Mà mình mà trà sát nhiều ấy nó cứ đỏ ửng lên ấy. Nên là đợt này ấy, mình đã quyết định là mua một cái tẩy trang mắt môi, đọc ở trên cái chữ ghi ở đây này: quấn bay mascara và son không trôi. Đấy, nhìn phát là mình đã hiểu, à đúng cái mình cần rồi, mua luôn. Cái tẩy trang này thì nó có thêm cả thành phần dầu nữa, cho nên nó sẽ làm kiểu dịu nhẹ hơn ấy. Khi mà chúng ta kiểu lau ở trên da thì nó sẽ không trà sát mạnh. Thành phần làm sạch ghi ở trong này là có dầu cám gạo này, chất xuất từ phức hợp tinh chất tơ tằm thiên nhiên này và gấp đôi hyaluronic acid. Thì nó làm cái thành phần mà được biết đến là cấp ẩm với cả chống lão hóa rất tốt, đúng không? Cái chai này thì mình thấy ghi là có thể tẩy trang cho toàn mặt ý, nhưng mà cái chai này nhỏ nhỏ này nên mình sẽ chỉ tiết kiệm, chỉ dùng cho phần mắt và môi thôi. Còn đây là một cái mặt nạ ngủ cấp ẩm collagen của Senka, mình cũng mua cùng luôn này. Da rẻ của mình thì thuộc lại da khô ấy, cho nên là đến mùa đông cái là mình rất là quan tâm đến vấn đề mà cấp ẩm, dưỡng ẩm cho da. Nó là Senka Deep Moist Gel Cream. Cái mặt nạ ngủ này là dạng gel, như kiểu là một miếng thạch ấy mọi người ạ. Cái này thì mình đọc cũng thấy bảo là có thể làm dùng kem dưỡng ẩm trong ngày. Và nếu mà muốn dùng làm mặt nạ ngủ ấy thì sẽ lấy một lượng nhiều hơn một chút để làm mặt nạ ngủ cấp ẩm qua đêm. Nó là dạng gel ấy, thoa lên tay thì nó sẽ chuyển thành cái dạng nước và nó sẽ thẩm thấu vào trong da. Ui, mềm dã man luôn mọi người. Cảm giác như là da nó sẽ kiểu cấp nước ngay lập tức, rất là mềm. Kem dạng gel này thì nó có một cái ưu điểm ấy là nó rất là mỏng, rất là nhẹ và rất là mướt đấy mọi người. Một cái điểm mình thích nữa thì đây là một cái gel mà nó không cồn, không hương liệu và không màu. Tối nay thì mình sẽ thử dùng luôn em này. Senka. Trong túi này thì vẫn còn hai cái khăn màu rất là trầm ấm mùa đông. Cứ nhìn thấy khăn là thích, nhưng mà mặc dù là cũng ít khi dùng đến những cái khăn nhỏ nhỏ này này, nhưng mà vẫn thích. Mặc với áo sơ mi hoặc mặc với áo phông mà có một cái khăn làm điểm nhấn ấy, nó trông nó cũng rất là xinh. Ở cái khăn này nó còn có một cái khăn bằng ngọc trai xinh xinh như này này, để mình đỡ phải buộc ấy. Xinh lắm đấy. Xinh không? Một cái màu nâu. Cái này rẻ lắm mọi người ạ. Mình mua ở cái shop Cover Clothing ở chỗ Nam Ngư. Cả cái khăn và cả cái cài khăn này là 70.000. Tiếp theo, đây, tôi mất cái thùng này. Lại là một chút hương thơm nữa cho tóc. Bộ này là của Tsubaki, nguyên set luôn này. Dầu gội, dầu xả, kem hấp tóc ấy, cái xịt tóc, một cái dầu dưỡng tóc. Riêng cái bộ gội xả này của Tsubaki thì mình đã mua đến bộ thứ tư rồi ấy, nhưng mà mình vẫn mua lại tiếp bởi vì quả thật là nó rất là hợp với tóc mình. Mình nghĩ là riêng với dầu gội thì không cần phải là cái loại mà cứ đắt tiền thì mới là càng tốt ấy, mà nó phải hợp với tóc mình thì mới là ok nhất. Cái bộ màu vàng mà mình mua này là bộ phục hồi tóc hư tổn, dành cho những bạn nào mà tóc hay sử dụng nhiệt và hay nhuộm màu giống như mình ấy. Từ Sparky thì mình thấy có một cái điểm cực kỳ nổi bật, đấy là mùi hương của nó rất là ấn tượng. Lần nào cũng thế, mình cứ gội đầu xong mà mình gội ở tầng 2, mở cái cửa phòng tắm ra phát là kể cả đứng ở tầng 1 hay đứng trên tầng 3 cũng biết là mình vừa gội đầu xong.
Cái mùi của nó thơm như thế cơ mà. Lần này thì mình còn mua thêm một cái chai xịt dưỡng tóc và một cái dầu dưỡng tóc luôn. Đây là dầu dưỡng tóc 7 trong 1 mọi người ạ. Phục hồi tóc này, vào nếp này, bóng mượt này, giảm rối này, chống nắng này, chống nhiệt này và dưỡng ẩm. Với những người mà tóc nhuộm này, với cả là hay phải sử dụng nhiệt thì cứ gội đầu xong ấy, mình sẽ sấy sơ qua thôi. Khi mà tóc vẫn còn ẩm ấy thì mình sẽ lấy một lượng ra tay nhé, bôi lên tóc. Nó là một cái lớp dầu dưỡng, nó sẽ bảo vệ tóc luôn ấy. Ui, mượt thế. Tóc của mình thì rất là dày, rất là bông và sơ ấy. Và khi mà sấy xong mà không có những cái sản phẩm dưỡng tóc vào nếp này này thì rất là nhiều tóc con, rồi những cái tóc sơ nó cứ lìa chỉa ra ngoài ấy, nhìn rất là sợ luôn. Còn riêng đối với chai xịt tóc này ấy, mình mua là để ví dụ như những lúc nào mà mình uốn xoăn tóc này hay là mình sấy tóc ấy, thì trước khi sấy mình sẽ xịt một lớp trước. Nó vừa là cái lớp dưỡng tóc ấy và nó vừa là một cái lớp bảo vệ tóc khi mà mình sử dụng nhiệt luôn. Hoặc là kể cả mùa đông hay mùa hè khi mà mọi người ngồi điều hòa nhiều ấy thì tóc cũng sẽ rất là khô, thì mọi người cũng có thể xịt để cấp nước, cấp ẩm cho tóc ấy. Đây là cái túi quần áo. Trong đống quần áo này thì có hai chiếc áo bông này mình thích nhất. Mặc ở nhà cũng được nhá, mà mặc ra ngoài cũng được. Nhìn trông rất là ấm áp, trông rất là mùa đông. Kiểu màu hồng vỏ đỗ ấy, màu hồng đất với cả màu trắng. Mình mặc vào và mình thấy rất là xinh nên là mình đã lấy luôn hai màu. Mà giá của nó ấy thì rất là hợp lý, 350.000 một cái mọi người ạ. Cái này là của H&M nhá. Rồi nó có cái khóa ở đây này, mọi người có thể mặc không cũng được. Mặc với cả quần short hoặc là quần dài, hoặc là mặc thêm một cái chiếc áo cổ lọ ở bên trong ấy, trông cũng rất là hay, rất là đáng yêu. Ở H&M thì mình còn mua được hai cái áo sơ mi caro. Không hiểu sao dạo này mình rất là thích áo sơ mi caro nhá mọi người. Cái mùa mà kiểu hơi se này này, mặc những cái áo mỏng ở bên trong ấy và có một cái áo sơ mi oversize kẻ caro khoác ở ngoài rất là hay. Mình lên đồ nam và mình nhìn thấy cái này là, đây là size L, pha kẻ to với kẻ nhỏ ấy, màu đen trắng. Cái áo sơ mi này thì là 700.699. Và một cái màu cam pha với cả màu xanh tím than. Cái này thì mình lấy size nhỏ hơn một chút này. Giá của cái này thì cũng rẻ hơn. Cái này là 499. Đây là một cái áo tím. Hôm nay mình mới mở ra, mặc dù là mình đã mua được trước rồi. Một cái áo tím khoai môn, không hiểu sao nó đập vào mắt mình mà mình muốn lấy luôn mà mình không cần thử, khoác thử luôn ấy. Áo denim jacket. Xinh ơi là xinh, cái này là của Zara. Và ở đấy thì mannequin mặc cái áo này này thì kết hợp với một cái váy hoa nhí, vải von von ấy, và có cái họa tiết là màu tím. Kiểu như là những cái áo này nhìn trông nó rất là kiểu cứng cáp ấy đúng không? Và kết hợp với một cái váy mà điệu điệu như thế, trông cái set đồ của chúng ta nó sẽ kiểu mềm mại hơn ấy. Năm nay màu tím rất là hot. Cái áo này là 1.200.000. Món đồ cuối cùng, đây, một bộ Lego siêu to. Thực ra cái này là mình unbox hộ anh Quân đấy. Cái này là một cái món đồ mà anh Quân rất là thích. Đây là bộ Lego mô phỏng hình ngôi đền Taj Mahal, một cái biểu tượng của Ấn Độ. Nhà vua đã dành tặng món quà này cho vợ của mình. Đấy, biểu tượng của tình yêu. Đây là mình quyết định là tặng cho anh bộ này. Đây là một bộ Lego mà trong này thì có gần 6.000 miếng. Theo mình biết thì là một trong 5 bộ Lego mà có nhiều chi tiết nhất trên thế giới của Lego. Nhưng mà bộ này thì mình sẽ unbox bây giờ cho mọi người xem thôi. Còn khi nào mà anh Quân lắp thì mình cũng sẽ quay lại cái quá trình và đi đến thành quả cho mọi người xem nhá. Khi mà chơi Lego thì là thích nhất vẫn là cái lúc mà được lắp Lego đúng không? Còn khi mà nó ra thành quả rồi lại chỉ để ngắm thôi. Trong này thì có rất nhiều những cái gói nhỏ này, có thêm một quyển sách hướng dẫn để mình nhìn vào đấy và mình sẽ lắp lần lượt. Ui, nhiều phết. Trời ơi, mà nó còn những chi tiết mà siêu nhỏ li ti này, không biết là Quân bếp sẽ mất bao nhiêu lâu để lắp xong cái bộ này. Mọi người sẽ cùng đợi xem nhá. Đợi xem ngôi đền Taj Mahal của Quân bếp khi nào sẽ hoàn thành nhá. Cái này thì mình cũng đặt ở nước ngoài về, thì bộ này giá gốc của nó thì như là 12 triệu, nhưng mà đợt đấy đang được giảm còn 10 triệu. Và vừa rồi thì mình đã unbox cho mọi người xem tất cả những món đồ mà mình đã mua được trong đợt vừa rồi, những món đồ để phục vụ cho mùa đông, đón một mùa đông với rất nhiều những hương thơm. Đợt này thì không nhiều đồ bằng những số trước, nhưng mà có những món đồ thì vẫn chưa về kịp ít, nên chắc là mình sẽ unbox sau cho mọi người xem. Còn trong video này thì hy vọng sẽ có một số những món đồ của mình sẽ là những gợi ý cho các bạn trong cái mùa đông này. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi hết video của mình. Mình hứa với các bạn là trong đợt tới thì mình sẽ chăm chỉ hơn để ra video đều đặn hơn. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên Hải Yến. Bye bye. Bye bye.